phát sáng tài năng. Còn thấy em Minh Hiền là một người rất là dễ đồng nhập vào, vừa là hội quậy nè, vừa là hội phá nè, và vừa là hội vô duyên nữa, thì em Hiền gia nhập vào từng nhóm rất là tốt, đồng ý không bà? Con cảm thấy anh Khôi rất là nghịch ngợm và và anh Khôi rất là hay nói bậy bạ. Ăn hết rồi nha cưng. Hành động mà con thường làm với em Minh Hiền đó là con rất là thích hát bè với em Minh Hiền. Tại vì khi mà con hát bè với em Minh Hiền thì khi mà con nhìn mặt em Minh Hiền và bè cùng với nhau thì em Minh Hiền không có mắc cỡ. Còn khi mà con hát với em Thu Yên, con biết mình đẹp trai rồi, nhưng mà khi mà con nhìn vào mặt em Thu Yên thì em Thu Yên mắc cỡ. Con sẽ nói xấu anh Đạt. Con sẽ nói xấu em Thu Yên. Con thấy anh Khôi im nhanh lên. Con thấy sáng tài năng.